Kính chào quý ông bà và anh chị em. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston, thuộc phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, dòng Đa Minh. Tôi là Linh Mục Doan Hoàng Thanh Sơn. Hôm nay là ngày thứ bảy, tuần 1, mùa thường niên. Giờ đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Thánh Marco chương 2 câu 13 đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu lại đi ra biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người, người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy. Có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Những người kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ai trong chúng ta cũng biết, có bốn sách tin mừng. Bốn sách này được ví như là bốn bức chân dung, nhìn bốn góc cạnh về Chúa Giêsu để cho chúng ta phần nào thấy được sự phong phú mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Tin mừng Marco kể rằng khi Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Đang khi đó, chính tin mừng Matthew chương 9 câu 9 lại ghi Matthew người thu thuế. Rất có thể vì Marco không muốn nói toạc ra thân phận Matthew là vị môn đệ của Chúa Giêsu sau này, mà chỉ nhắc đến với cái tên Lê-vi mà thôi. Khi chúng ta đặt mình vào bối cảnh xã hội Do Thái thời bấy giờ, thì sẽ thấy nghề thu thuế không cao trọng như ngày hôm nay. Nghề thu thuế là nghề công khai, và người Do Thái xếp người thu thuế ngang hàng với nghề gái điếm. Bởi vì lúc bấy giờ đất nước Do Thái nằm trong sự thống trị của đế quốc Roma. Một mặt họ có vua Herode, nhưng lại có tổng trấn Philato là quan chức của đế quốc. Thành thử ra, trong đời sống xã hội kinh tế thì người Do Thái phải đóng thuế cho đế quốc Roma. Những người hành nghề thu thuế là những người cộng tác với đế quốc, và dân Do Thái rất ghét những tay thu thuế và coi như phạm tội công khai. Trong khi mọi người khinh rẻ anh Lê-vi, khai trừ anh và tránh xa anh, thì Chúa Giêsu không chê anh mà còn chọn anh làm môn đệ của Ngài. Vì vậy nơi đây cho chúng ta thấy Lê-vi có một kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm trở lại. Và kinh nghiệm này rất quan trọng, bởi vì Lê-vi sẽ không nói với chúng ta bằng trí khôn, bằng sự hiểu biết của mình, mà nói với chúng ta bằng cả con tim, bằng cả kinh nghiệm cuộc sống của Ngài, kinh nghiệm được Chúa mời gọi. Thành thử ra bài học rất lớn của bài tin mừng Marco hôm nay là
Levi hoặc Matthew thực sự cảm nhận được cái sự thu hút của Chúa Giêsu mạnh đến độ Ngài dám đoạn tuyệt với quá khứ để bước vào một hành trình hoàn toàn mới mẻ. Tinh thần đó thiết nghĩ là tinh thần cần thiết trong trái tim của mỗi chúng ta dù sống ở trong bối cảnh nào đi nữa. Và vì vậy, chúng ta được mời gọi để bắt chước Lê-vi dám đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi và đón nhận lời mời trở thành những môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa đã không kết án người tội lỗi. Xin cho con biết thông cảm và đừng bao giờ xét đoán hay lên án anh chị em mình. Ngài sai tôi đi vào đời niềm tin vui.